được chào đón quý vị đang cùng đến với chương trình Thế giới đó đây. Tuần này thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với một câu chuyện khá là buồn cười liên quan đến đèn thần. Thì như quý vị cũng biết câu chuyện Aladdin và cây đèn thần là một trong những câu chuyện nổi tiếng trên toàn thế giới. Vậy thì nếu như mà có ai bán đèn thần cho quý vị thì quý vị sẽ làm gì? Vừa qua, thì cảnh sát của Ấn Độ đã nhận được một đơn kiện từ một vị bác sĩ có tên là Lai Khan. Khi vị bác sĩ này tới trình báo cảnh sát của vùng Uttar Pradesh, miền Bắc của Ấn Độ, sau khi ông bỏ ra 93.000 đô để mua một cây đèn thần được rao bán, và phát hiện là chiếc đèn này không có bất cứ sức mạnh nào như là trong truyện cổ tích Aladdin và cây đèn thần. Với đơn khiếu nại của bác sĩ Khan cho biết thì một trong hai người đàn ông đã giả vờ làm nhà giả kim và khiến cho đèn thần xuất hiện. Và khi bác sĩ Khan hỏi là liệu có thể chạm vào đèn thần để mà mang chiếc đèn về nhà hay không, thì những người này từ chối và nói rằng điều đó có thể gây hại cho ông. Hai kẻ lừa đảo sau đó đã bán đèn thần của Aladdin cho ông Khan và khẳng định món đồ này sẽ mang lại cho vị bác sĩ này sức khỏe, nè, sự giàu có và sự may mắn. Ngạc nhiên hơn là bằng cách này thì những kẻ lừa đảo đã lừa được khá nhiều gia đình ở trong vùng và cả hai hiện tại đều đã bị bắt. Nếu như đại dịch Covid-19 lần này đã khiến cho các bác sĩ phải trang bị thật kỹ càng để mà chăm sóc cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ nhìn lại những bộ trang phục bảo vệ ngày xưa trong đại dịch có tên là cái chết đen nhìn giống như thế nào nha. Cái chết đen Black Death là một đại dịch hoành hành khắp châu Âu diễn ra trong thế kỷ thứ 14, từ năm 1348 cho đến năm 1350. Và theo thống kê thì đại dịch này đã cướp đi sinh mạng của gần 60% dân số châu Âu và giảm dân số toàn cầu từ khoảng 450 triệu người xuống còn chỉ có 350 cho đến 375 triệu người vào năm 1400. Sự nguy hiểm và khả năng lây lan với tốc độ chóng mặt của đại dịch đã khiến cho bác sĩ là những người thường xuyên phải tiếp xúc à, tiếp xúc với bệnh nhân, đòi hỏi phải có biện pháp tự bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, thì mãi đến tận năm 1619, thì Charles Delorme là một bác sĩ người Pháp. Ông mới phát minh ra được một bộ đồ chuyên dụng cho các bác sĩ trị bệnh dịch hạch. Đó là một bộ đồ với chiếc mặt nạ hình mỏ chim và bộ đồ bảo hộ của các bác sĩ sẽ gồm có mũ rộng vành, nè, mặt nạ có kính và phần mũi thì sẽ kéo dài ra. Trong phần mỏ chim này thì các bác sĩ sẽ trộn rơm, thảo dược, tinh dầu và một số loại thuốc khác. Ngoài ra, các bác sĩ mặc trang phục áo choàng dài màu đen, quanh người được bôi dầu và sáp, nón trùm đầu, bao tay thì được mang kính. Và họ còn đem theo một cây gậy để dùng khi mà tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Ngày nay thì chúng ta thấy có rất nhiều bộ phim họ đã dùng hình ảnh này cho các tác phẩm kinh dị. Trong thời gian đại dịch Covid-19 thì rất nhiều những thành phố trở nên vắng lặng và lúc này thì cũng là lúc các loài động vật lên ngôi. Một trong số đó chính là loài khỉ. Trong suốt những đợt phong tỏa toàn quốc vì đại dịch Covid-19, Phần lớn lũ khỉ rời bỏ những thành phố để về miền nông thôn nhằm mục đích là kiếm ăn. Sau khi các lệnh hạn chế được nới lỏng thì chúng lại trở lại tấn công người dân, cướp giật đồ trong tiệm và có tới 50 đàn khỉ đói tụ tập khắp những ngọn đồi dưới chân của dãy Himalaya. Trong đó thì chúng ta nhắc đến thành phố Shimla với khoảng 160.000 cư dân, vốn được mệnh danh là thiên đường du lịch cho những ai muốn trốn mùa hè nóng nực của Ấn Độ và lượng thức ăn thừa khổng lồ mà khách du lịch vứt đi trở thành thỏi nam châm với những con khỉ đói vô số nhà cửa của cư dân tại đây bây giờ họ phải lắp thêm chuồng cọp ở phía bên ngoài ban công và hàng song sắt cho cửa sổ để nhằm ngăn chặn những kẻ đột nhập hoang dã này lũ khỉ thậm chí còn lấy trộm đồ ăn từ tủ lạnh nữa trong khi các tín đồ hindu trong đạo hindu thì họ coi loài khỉ là một trong những loài linh thiêng Chính quyền Ấn Độ thì phải ra một tuyên bố chúng có thể bị giết chết nếu như đe dọa tài sản của con người. Nào giờ đó thì chúng ta nghe đến là có người đi lên vũ trụ nè, động vật thì cũng đi lên vũ trụ, nhưng mà mới đây thì một miếng thịt gà đã được siêu thị Iceland ở ngay tại North Wales gửi vào vũ trụ để mà kỷ niệm 50 năm thành lập của chuỗi siêu thị này. gà được đông lạnh ở âm 60 độ C trước khi mà nó bay ra khỏi trái đất và đạt đến độ cao 110.000 feet, tương đương với 33.528 m trong vòng chưa đầy 2 tiếng. Giải thích về hành động này thì Andrew Stanleyin cũng là giám đốc siêu thị Iceland đã hào hứng cho biết, bởi năm 2020 là năm cực kỳ thành công của siêu thị này khi họ đạt tăng trưởng là 20,1% so với năm ngoái. Gà chiên là một trong những mặt hàng bán chạy nhất của chuỗi siêu thị Iceland. Vào thời điểm kỷ lục, siêu thị này bán được 10 triệu suất gà chiên chỉ trong vòng có một tuần. Siêu thị Iceland đã liên lạc với Send Into Space là một công ty chuyên về vận tải hàng không để giúp cho họ gửi một miếng gà chiên vào không gian. Miếng gà chiên này bay lên bằng một khinh khí cầu chứa đầy khí hydro. Sau đó, phương tiện phóng và thiết bị điện tử đẩy miếng gà đặc biệt này bay vào trong vũ trụ. Miếng gà còn được trang bị cả thiết bị thu tín hiệu vệ tinh và camera để ghi lại hành trình của nó. Tiếp đến trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một bộ tộc mà hầu như đa số người dân của bộ tộc này đều có mắt màu xanh. Đó là bộ tộc mang tên Buton nằm trên đảo Buton, hòn đảo lớn thứ 19 của Indonesia, nằm ở khu vực phía đông nam đảo Sulawesi. Người Bhutan có lẽ sẽ không có quá nhiều điều khác biệt so với những bộ lạc khác trên thế giới, chỉ duy nhất có điều đó là ở bộ lạc này, ai cũng có đôi mắt màu xanh thẳm giống như là đại dương, kể cả người già, người trẻ từ phụ nữ cho tới đàn ông. Một số người thậm chí thì họ còn có hai màu mắt, một màu bình thường và màu còn lại thì là màu xanh. Đôi mắt xanh có thể là điều không có gì lạ ở các nước châu Âu, nhưng lại là điều cực kỳ hiếm gặp ở Indonesia, nơi hầu hết mọi người ở đây đều có tóc đen và mắt nâu đen. Các nhà khoa học gọi đó là hội chứng mang tên là Wardenberg, một biến gen, một biến độ đột biến gen di truyền và họ ước tính đó thì xảy ra ở một số dạng với tỷ lệ chỉ 1 trong 42.000 người trên thế giới mới có hội chứng này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói về những phong cách làm đẹp và không thể không nhắc đến những bộ áo đầm dạ hội mà khi chúng bó eo và váy rất là phồng đến từ châu Âu. Nhưng ít người biết rằng, phong cách ăn mặc này đã từng là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của hơn 40.000 phụ nữ. Những chiếc váy đầu tiên được thiết kế hết sức đơn giản với phần khung được làm từ vải lông đuôi ngựa tạo nên độ phồng. Sau đó thì người ta đã chuyển sang dùng vải cotton trước khi thay thế hoàn toàn bằng phần lồng váy được làm bằng thép mảnh xếp thành lớp vòng tròn đồng tâm. Chu vi của các vòng này thường dao động từ 1 cho đến 4,5 mét. Ban đầu chỉ có những người thuộc tầng lớp thượng lưu mới có thể mặc mẫu váy này. Nhưng rồi theo thời gian thì nó đã trở nên ngày càng phổ biến, đến mức phụ nữ thuộc mọi tầng lớp đều có thể mặc. Tuy nhiên càng về sau thì người ta càng tìm thấy nhiều nhược điểm của chiếc váy. Vì phần lông váy quá lớn đã gây ra khó khăn trong quá trình di chuyển, đặc biệt là khi phải đi qua cửa. Việc đứng lên ngồi xuống cũng hết sức là bất tiện. Trên thực tế thì chiếc váy thời trang và phong cách này lại tồn tại nhiều nguy hiểm cho người mặc. Đến năm 1864 thì tờ New York Times đã đưa ra bản báo cáo với con số cho rằng có khoảng 40.000 phụ nữ trên khắp thế giới đã thiệt mạng liên quan đến những chiếc váy phòng. Lý do là vì chiếc váy này quá cầu kỳ, khó mặc cho nên khi gặp hỏa hoạn rất khó cho người mặc có thể cởi bỏ hay là di chuyển nhanh. Ngoài ra vì kích thước, uh, kích thước lớn, đồ sộ của váy, chân váy rất dễ bị cuốn vào các thiết bị gây nên những thương tật cho người mặc. Vào cuối thế kỷ 19 thì những chiếc váy phòng này đã bị tuyệt chủng. Sau đó đến những năm 1920, phong cách này trở lại nhưng với những phần váy nhỏ hơn, gọn gàng hơn. Ngày nay chỉ còn những chiếc váy cưới vẫn còn duy trì thiết kế như thế này. Bây giờ thì chương trình thế giới đó đây của Hồng Tứ xin tạm ngừng ít phút cho những phần thông tin thương mại, hy vọng rằng quý vị vẫn sẽ tiếp tục theo dõi. Có được làn da mịn màng trắng hồng rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Spring ở số điện thoại 18886806689. Quay trở lại với chương trình tuần này chúng ta sẽ cùng đến với lại các phát minh trên thế giới. Và mới đây thì những kỹ sư ở Đại học Texas Austin của Hoa Kỳ đã tạo ra một loại đất mới mà chúng có thể hút nước từ không khí và phân phối cho cây trồng. Trong một báo cáo trên tạp chí ACS Materials Letters, Gui Ho Yu là phó giáo sư khoa học vật liệu ở khoa cơ khí chế tạo máy và cộng sự của ông đã phát triển hệ thống tưới nước từ không khí Sử dụng gel hấp thụ hơi ẩm để hút nước trong không trung. Khi làm nóng đất tới nhiệt độ nhất định thì loại gel này sẽ sản sinh nước để cung cấp cho cây trồng. Mỗi gram đất như vậy có thể chắc lọc khoảng từ 3 cho đến 4 gram nước và tùy theo loại cây trồng thì có khoảng từ 0,1 cho đến 1 kg có thể cung cấp đủ nước tưới cho 1 mét vuông đất trong nông nghiệp. Và treo trong đất hút nước từ những không khí vào những đêm mát mẻ và ẩm ướt. Sau đó, nhiệt từ mặt trời ban ngày sẽ kích thích cho loại rêu này tiết nước vào trong đất. Đất tự tưới nước là ứng dụng lớn đầu tiên mà nhóm của giáo sư Yu phát triển trong hơn 2 năm qua. <laughs> Tiếp đến là một phát minh khi các nhà khoa học đã phát triển vật liệu mới làm chủ yếu từ gỗ với đặc điểm nổi bật là trong suốt và thân thiện với môi trường. các chuyên gia tại bộ nông nghiệp hoa kỳ và một số viện nghiên cứu vừa phát triển thành công loại gỗ trong suốt một vật liệu giống như kính được chế tạo chủ yếu từ gỗ và nhóm nghiên cứu khẳng định loại vật liệu mới này chắc chắn an toàn và hiệu quả hơn kính truyền thống kể cả về chi phí lẫn khả năng cách nhiệt trong khi kính là vật liệu phổ biến nhất để làm nên cửa sổ nhưng mà chi phí tương đối đắt đỏ và cũng không thân thiện với môi trường nhiệt độ bên ngoài có thể dễ dàng truyền qua lớp kính nhất là với loại kính đơn và khi sử dụng cửa kính thì nhiệt sẽ thoát ra vào trong mùa đông khiến cho ngôi nhà lạnh hơn và cũng như trong mùa hè khiến cho ngôi nhà nóng bức hơn. Quá trình sản xuất kính cũng thải ra lượng carbon rất lớn với khoảng 25.000 tấn cho mỗi một năm. Và các nhà nghiên cứu khẳng định loại gỗ trong suốt sẽ cách nhiệt hiệu quả hơn kính truyền thống gấp 5 lần nếu dùng làm cửa sổ. Đến với thế giới đó đây mà lại không có những địa điểm thú vị thì đúng là thiếu sót. Và ngày hôm nay thì Hồng Tứ sẽ đưa quý vị đi đến một nơi có một ngọn lửa vĩnh cửu ngay tại Hoa Kỳ. Khi chúng ta đến với thành phố Buffalo, tiểu bang New York thì du khách thường đổ xô đến ngọn thác Niagara kỳ vĩ. Nhưng có một dòng thác thú vị khác chính là ngọn lửa vĩnh cửu. Nằm trong một góc yên tĩnh của công viên Chestnut Ridge thì thác ngọn lửa vĩnh cửu hay còn có tên tiếng Anh là Eternal Flame ở phía tây New York là sự kết hợp tuyệt đẹp giữa lửa và nước, bất chấp quy luật của tự nhiên. Ở chính giữa thác nước là một ngọn lửa nhỏ cháy bập bùng nhờ vào luồng khí tự nhiên ở đây và những người đi bộ ngang qua sẽ thắp nó lên để giữ cho ngọn lửa tiếp tục cháy. Những ngọn lửa vĩnh cửu được tạo ra từ các luồng khí tự nhiên là điều khá phổ biến, nhưng với hình ảnh ngọn lửa đơn độc dưới dòng chảy nước xiết đã làm nên sự độc đáo của con thác này. Ngọn lửa kỳ lạ đã khơi nguồn cho những truyền thuyết và trí tưởng tượng của con người về sự xuất hiện của các yêu tinh. Tuy nhiên, những câu chuyện này đã nhanh chóng bị bác bỏ. Thác nước vẫn là một bí ẩn từ góc độ khoa học khi không một bất kỳ thông tin chính xác nào về người đầu tiên đã thắp nên ngọn lửa này. Mặc dù có nhiều suy đoán rằng ngọn lửa được châm lên bởi những người bản địa từ hàng ngàn năm về trước, nhưng điều khó hiểu nhất là dù có một dòng khí đốt tự nhiên để mà cung cấp năng lượng cho ngọn lửa, lớp đá phiến ở xét bên dưới cũng không đủ nóng để mà duy trì nó. Tương tự thì việc ngọn lửa tồn tại khi xung quanh làm màn nước cũng là điều chưa được lý giải. Tiếp đến thì Hồng Tứ sẽ đưa quý vị đi khám phá những bức tượng đá đầu người khổng lồ trên thế giới nha! Đầu tiên sẽ là bức tượng Moai ở ngay tại Chile. Những bức tượng đá đầu người khổng lồ này nằm trên đảo Phục Sinh là một trong những hòn đảo nổi tiếng với những chiếc đầu đá cỡ lớn và cũng là lý do khiến cho du khách tìm đến đây ngày càng đông hơn, mặc dù đây là vùng đất hẻo lánh bậc nhất thế giới. Bức tượng đầu đá trên đảo Phục Sinh được tạo ra trong khoảng thời gian từ 1200 năm, à, 1250 đến cho năm 1500 và tọa lạc chủ yếu là nằm ngay khu vực mỏ đá Rana Raraku, Phần còn lại thì chúng nằm rải rác ở các nơi khác trên hòn đảo. Được biết tác giả của những bức tượng đầu Moai này là người Rapa Nui, những cư dân đầu tiên trên hòn đảo Phục Sinh. Và người ta cho rằng những bức tượng này được tạo ra nhằm mục đích tôn vinh những người quan trọng cũng như tổ tiên của người Rapa Nui. Những bức tượng Moai ở ngay đảo Phục Sinh có kích thước khá đa dạng. Bức lớn nhất có chiều cao khoảng 10m và nặng đến 82 tấn. Địa điểm thứ hai cũng thu hút khách đến để mà hiếu kỳ và chiêm ngưỡng những bức tượng đá kỳ lạ này chính là tượng đầu người ngay tại khu khảo cổ ở núi Namrud của Thổ Nhĩ Kỳ. Nằm trên ngọn núi Nemrut phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, hàng loạt bức tượng đá đầu người khổng lồ luôn thu hút sự chú ý đặc biệt của du khách gần xa. Và những bức tượng này ra đời trong khoảng năm 69 cho đến 34 trước công nguyên, là đại diện cho các vị thần khác nhau của đất nước Iran, Armenia cũng như là Hy Lạp. Nhà vua của Hy Lạp cổ đại đã cho xây dựng những bức tượng đá nổi tiếng này để nhằm tạo nên sự hùng vĩ nè, đồ sộ cho các đền thờ các vị vua do chính ông xây dựng. Và nhà vua cũng đã chọn ngọn núi Nemrut làm nơi chôn cất cho bản thân và các vị vua khác, với mong ước được đứng chung hàng ngũ cùng với các vị thần. Những bức tượng đầu đá ở đây hiện không còn nguyên vẹn và chúng nằm rải rác trong khu vực này, và chiếc đầu lớn nhất cao đến 9 mét. Tiếp theo trong chương trình tuần này sẽ là một địa điểm tuy rất đẹp nhưng lại mang câu chuyện khá đáng sợ khi được mệnh danh là Hồ Nữ Quỷ. Chiếc hồ với tên gọi là Babinda Borders, trong vắt và xinh đẹp nằm ngay tại Queensland, còn có tên gọi khác là Hồ Nữ Quỷ. Theo truyền thuyết lâu đời ở ngay tại đây, thì từ thời cổ đại có một cô gái thổ dân vùng này đã được hứa gả cho thủ lĩnh của bộ tộc hùng mạnh khác. Số phận trớ trêu khi cô gái xinh đẹp trước đó đã trót phải lòng một chiến binh ở Queensland và yêu say đắm anh chàng này. Cả hai đã bàn nhau chạy trốn khỏi vị thủ lĩnh nọ nhưng mà bất thành chàng trai thì bị người thủ lĩnh giết chết, còn cô gái trẻ thì quá tuyệt vọng nên đã lao mình xuống hồ để tự tử. Truyền thuyết kể rằng oan hồn của cô gái biến thành quỷ dữ và thường dùng sắc đẹp để lôi kéo những người đàn ông xuống hồ, sau đó dìm chết họ. Trong số 19 cái chết diễn ra ở hồ nữ quỷ này thì 17 trong số đó là đàn ông. Hồ Babinda Borders là một trong những địa điểm khiến cho nhiều người gặp tai nạn đuối nước nhất ở ngay tại Australia. Tuy nhiên, sự nguy hiểm của chiếc hồ này hoàn toàn có thể giải thích trên cơ sở khoa học. Khi theo các chuyên gia, thì mặt hồ của bà Binda Boulders tưởng chừng như yên ả, nhưng mà bên dưới lại là các dòng nước xoáy có thể cuốn trôi nạn nhân nếu như họ bất cẩn ngã xuống hồ. Hồ bà Binda Boulders còn có những vách đá trơn trượt và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho du khách đến đây. Tiếp đến đi sang Ba Lan, quốc gia này từng phát hiện ra rất nhiều những bộ xương được mệnh danh là xương ma cà rồng. Chúng ta cùng đi tìm hiểu câu chuyện đằng sau nhé. Rất nhiều bộ xương có dấu hiệu của nghi lễ chôn cất ma cà rồng đã được phát hiện cách đây khoảng chừng 2 năm ở miền Bắc của Ba Lan. Tại một nghĩa trang cổ cạnh nhà thờ ở thị trấn Kamien Pomorski, Bộ xương macaron này được các chuyên gia xác định là của một người đàn ông bị chôn cất với niềm tin anh ta là một ma cà rồng hút máu người. Hiện bộ xương đang trở thành điểm thu hút chính ở bảo tàng lịch sử Camien khi các nhà tổ chức chuẩn bị cho một cuộc triển lãm độc quyền về ma cà rồng. Bộ xương được tìm thấy với một cái cọc cắm vào chân và một hòn đá ở trong miệng. Theo các chuyên gia về nghiên cứu ma cà rồng cho biết, hòn đá được đặt vào miệng để mà ngăn không cho những con ma cà rồng này hút máu người khác. Và một cái cọc đâm thủng xương đùi và xương chày có mục đích là không cho phép chúng chạy trốn khỏi những ngôi mộ. Người chỉ đạo khai cuộc các bộ xương trong nghĩa trang cổ là ông Slawomer uh, Walker và giải thích thì người đàn ông đã có thể bị chôn cất vào khoảng thế kỷ thứ 16. Trong thời điểm đó, nhiều người đã tin rằng những kẻ xấu có thể biến thành ma cà rồng sau khi họ chết trừ khi là họ bị đâm xuyên qua ngực trước khi được chôn cất. Trong số những người bị cho là ma cà rồng trong thời điểm bấy giờ, thường có rất nhiều người thuộc vào hạng trí thức, quý tộc và giáo sĩ. đến đây thì chương trình thế giới đó đây của hồng tứ trên đài truyền hình set tv cũng đã hết thời gian rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và nếu như quý vị có những thông tin hấp dẫn nào muốn chia sẻ về cho hồng tứ hãy gửi qua địa chỉ email thế giới đó đây set gmail com rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong những chương trình lần sau